Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trả lại với kênh Cuộc Sống miền Tây. Hôm nay là ngày 18 tháng 11, 2021. Thì mình tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay ra sao? Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. STO ngày 18 tháng 11, 2021. Sở Y tế Sóc Trăng ra thông cáo chính thức đến báo chí những nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 27 tháng 4, 2021 đến 15 giờ ngày 18 tháng 11, 2021. Cụ thể như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Sở Y tế số 120 tc nói sit Sóc Trăng ngày 18 tháng 11 2021. Thông cáo báo chí về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sở Y tế thông cáo các nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19 từ ngày 27 tháng 14 2021 đến 15 giờ ngày 18 tháng 11 2021 cụ thể như sau. 1. Số ca mắc trong cộng đồng. Số ca mắc mới trong ngày là 398 trường hợp, bao gồm thành phố Sóc Trăng 147 trường hợp huyện Châu Thành 69, thị xã Vĩnh Châu 47, huyện Thạnh Trị 36, huyện Kế Sách 33, huyện Trần Đề 25, huyện Long Phú 12, thị xã Ngã Năm 12, huyện Mỹ Tú 11, huyện Mỹ Xuyên 6, trong đó 198 trường hợp là F1, 6 trường hợp về từ dùng dịch và tất cả đã được quản lý trước đó, 127 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 67 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa,

số ca khỏi bệnh xuất hiện trong ngày là 227, số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời hiện tại là 7.433, 3, số ca tử vong trong ngày không cộng dồn 67, 4, số bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại cơ sở y tế là 3.583, 5, tiêm ngừa vaccine phòng chống COVID-19, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi là 92,62%, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi là 69,04%, 6, Bà con các tỉnh, thành phố về Sóc Trăng hãy chủ động đến ngay các trạm y tế xã, phường, thị trấn để khai báo và xét nghiệm nhanh. Tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, cài ứng dụng bc COVID để có mã QR cùng tham gia giám sát cộng đồng để bảo vệ dùng xanh. Ký thai giám đốc, phó giám đốc, bác sĩ Trần Văn Khải và bây giờ, cuộc sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K khi ra ngoài. Và hãy đón xem những bản tin kế tiếp cuộc sống miền Tây. Xin mến chào lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình. Xin tạm biệt.